tháng có cây xanh hay hay thì bán ông Hải rồi. Cây hoa giấy kia bao nhiêu ông? 6 triệu. Dạ? 6 triệu. Hoa giấy đang có hoa. Cây gì cơ? Cây đơn này. Cây đơn đỏ. Đấy, cái đấy bao nhiêu? Đơn đỏ 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Cây cao cao có cái nhà kia. 1 triệu rưỡi. Đấy, ok, để giờ cháu ra cháu. Bình luận. Biết giá rồi chị. Cứ thế mà ra. Đấy. 6 triệu, hai cây đang có hoa. Cái trang chứ không phải cái đơn, cái trang đang nhiều hoa này, đang có hoa cũng khá là hay đấy, trang đấy. Đây họ đang bảo bao nhiêu anh? Đây 6 triệu. Đây ông chủ đây. Đây. Hỏi đây. Hỏi tiền. Đấy. Cái này là nhà Hà Nội đấy, nhà đường cổ đấy. Phố cổ đấy. Phố cổ. Ông mình sẽ đặt 20 cổng này mà không làm được. Ông còn cái chậu mà đỏ đỏ mà như cái ông hôm vừa rồi, ông cứ trồng cái hồng hoàng mai đâu. Cây mà gần đỏ đỏ tròn tròn mà có chân ấy. Thế đó. Em bảo ta bán mẹ một cái chậu xứ gì vậy? Cháu có cái cây nhỏ nhỏ thế. Chậu xứ đi như thế thì có. Mới có cây. Chậu xứ có, chậu xi măng không có. Trường có cây dâm bụt, nó thấy đẹp quá. Cho vào đấy đẹp. Chậu xứ thì nó làm gì? Cái chậu xi măng cũ cũ. Hà Nội phố. Là treo thay chậu dài. Chậu này nó hơi khô khan quá. Chậu này để cái nhà mà thì không hợp. Đúng không? Khô khan quá. Đúng không? Đấy. Để nó chơi chơi vơi quá. Chơi vơi. Chậu dài và mỏng. Như cái này là cũng được rồi. Ờ đấy. Để cái nhà vào đây là nó có đất để nhà. Có chậu gì? Cho này chợ búa này, tiêu điều nhỉ? Chẳng có gì. Bán rồi. Chưa. Quang Linh về nó bảo 2 cây 50 triệu. Bên công an. À, vâng. Thế được, nói chung là cứ giữ lại bởi cái mùa này là khó bán cây. Người hoa chơi nhiều. Sau ra hết Tết ấy, lại mê cây. Lúc đấy cây cối lại cây. Lúc đấy cây cối có mà bán thì mới được. Chỉ bán cái 5-3 triệu thôi. Đấy. Bởi vì là bây giờ người ta chủ yếu người ta mê hoa thôi. Ok. Mặt sau. Vụ là mua cây xanh rồi. Vụ là có ấm. Hay hết đấy. Có cả ấm rồi cụ. Bao tiền bộ ấm chén đấy cụ? 3 là 1 rưỡi. À. Mua cái ấm là chín, 300 tiền mua được. Được. Hay đấy. Vâng. Mua xích vòi. Vâng. Mua cái xích vòi chứ nó lành rồi không mua. Lành thì kiếm đâu được. Lành không mua. Thích nó bị sứt. Không thích lành. Cái đi. Lành. Ờ, bán được cái nào chưa? Để ra đằng đấy à? Ông nha, để cho ra đằng đấy đi. Chợ búa tiêu điều quá. Thế gần. Có cây của bà Liên này. Wow, ngũ sắc. Lâm mà đi đâu rồi? Thôi để sang bên này quay các bác cho vui. Tôi thích những cái câu chuyện trong đó. Alo. Em gọi ông đây xuống đón nó canh nhé. Cho đàng hoàng. Vâng vâng. À, một quả bán hết rồi, còn 2 cây này thôi, cái này bán đấy. Rồi. À bán rồi không? Cây này thôi. Lộc lá thế này mà bán rồi nhỉ? Bán đỏ. 5 cây ngũ sắc, 5 cây. Mai Hồng Ngọc.
Còn mỗi cây ngũ sắc. Còn mỗi cây ngũ sắc. Thế hôm nay ông bán giỏi nhất chợ đấy. Cây này bán được bao nhiêu? Cây này bán cho khách 700. Ủa, rẻ thế. Giá hợp lý. Giờ ăn chay nào cháu. Anh à, bọn em chờ ngoài cổng anh xuống đăng ký cho em vào cái đàng hoàng đấy. Vâng, chứ cứ lên là anh có ở trên đấy rồi đúng không? Vâng, vâng, ok anh, dạ dạ. Ok anh, dạ dạ. Vâng, vâng. Bán hết rồi, bán mấy cái nút hoa mai không còn bán tất mà. Ok anh, cái cây nút sắc này bao tiền cây? Cái này giá 800. 800. Đấy, màu đẹp đấy nhỉ? Giá hợp lý. Màu đẹp đấy. Nguyên bản chưa ghép, hoa còn lắp 5 màu đẹp. Anh à, cứ lên thôi anh nhá. Tầng 2, 203 hay sao? Thiên đỉnh 203 anh nhé. Cứ bảo bảo vệ là có anh ấy đăng ký rồi. Ok không? Cây đẹp đấy. Ông bán bao nhiêu cây này đấy? Cái này thôi chuẩn giá đúng 4 triệu rưỡi đây. Thế à? Xin chào là giám đốc đây. À tay chuột nằm tốt nhá. Này nằm cái tay chuột nó được cái nó mà nói thì trông nó cân đối, nó ưa nhìn thôi. Đúng không? Thân thì bỏ rồi, thân chính thì hỏng rồi. Không, nhưng cái thân chính nên bỏ đi, nên bỏ đi. Bỏ. Đang nào bỏ ra nên là bỏ đi. Nên bỏ đi được. Mà lên theo tôi lên đục bỏ mẹ. Đấy, đục bỏ đập cái. À. Đục bỏ. Đục làm gì không? Đây, đục tới cho con một tí này nữa cho bao nhiêu? Đấy. Thì ra rồi thành cái vách rất là đẹp. Thành cái vách này đây đục bỏ một tí này cả ra thành cái vách rất là đẹp. Nó cũng thuộc cây trực cổ đẹp đấy. Nó là xì cổ nhưng mà đây. Ưa nhìn thôi. À, giá nhìn. Không lấy gì. Đây bỏ một vít này nữa cái là thành cây. Xoay cái chậu xoay thuận chiều cái là được. Cái chậu này đang chậu lệch chiều. Cái chậu này đang lệch chiều này. Vừa lấy xong mình. À. Chậu to quá. Lấy ra tầng cậy la. Đấy. Nhưng mà mua về chơi cái này ổn, ok. Đây bên này thì lúc bỏ một tí này cái là đây vẫn để được cái này. Lúc bỏ một tí cái này cả. Rồi. Đây cái này cái. Đấy. Được đấy. Được. Cái này chả bán cái này bán cái sau ok. Cái này vừa lấy qua thằng cắt tóc. Ông nào cắt tóc không? Cây như thằng gì ở Đại La chứ. Đại La á? Bán cây ở đây à? Đâu đó. Đây ông này. Nặng quá. Đấy, xin tay chuột. Lộc vương này cũng xinh đấy, xinh xắn. Vâng.
Lộc Vừng này bao nhiêu không? Đấy. 1 triệu. Đấy, ui giời, nay sao bán rẻ thế? Thế bán 1,5 triệu nhưng mà là ông quay tôi chỉ lấy thuế tôi không. À, cô quay cho anh em gọi đấy. Ừ. Gọi ông ấy. Gọi ra là không gọi là đúng giá, lấy không lấy, không lấy thôi. Đấy, gọi là phải đúng giá. Không có khách đâu. Cây đẹp. Đẹp. Không chẳng đẩy lên cao cao tí. Chưa thọ nó xem này. Thọ tiếp dùng nó xem này. Cây thả nước rồi đấy. Chú nghe chú ơi. Dạ. À thì ban ngày đi làm mà chú. Đấy. Các anh nghĩ mấy hôm nữa cháu ông ấy sẽ đưa gửi nhà cháu chú ạ. Con nào chú? Ui cây đấy cháu mua trong Thanh Hóa nào mà. Không, cháu không thích cái đoạn đấy. Không, cháu phải nuôi lại. Dạ. Dạ. Dạ, mua đội Trần Sơn mà. Trong Phúc. Nó lấy cháu 2-3 triệu đấy. Úi dồi, chú cho này thích cái vé thế. Đúng là của tôi đổi rồi. Cái cửa. Mua không phải trả từ 800 đâu, không phải cho bác có 300 người đang lấy thế nào. Cháu lấy chú múc cây to chứ. Mình đưa 300 người đẹp cho con gái thì anh ấy. Cây của Dũng mà hôm chú lấy chả to à. Cây mà cháu đưa chú vào là Dũng chỗ ấy. Cái Nam Điền ấy. Đấy. Thì cái con mà chuẩn bị ông kia ông gửi nhà cháu là cũng cỡ đấy đấy. Hai người kiêng được. Vâng. Cao đúng 30 phân chuộng. Nhưng mà một người bên nặng lắm đấy chú ạ. Nó rộng mà chú cháu rộng cái chậu nó 60 cơ mà. Rộng là dài 60. Ôi chú cứ nói là thì cháu vui là được. Chú cháu với nhau chú không phải ngại cứ nói đi. Đấy cháu. Tôi định sang bỏ một cái cây. Ồ quá chú cháu với nhau nó có mà cháu bây giờ cháu không đi mua được. Cứ làm nào. Liệu có lên được đến 3 chục không chú? Đấy. Thích. Cháu thì cây to kia thì phải để về quê, còn cây ở dưới này thì chả có, có mỗi cây đấy. À có cây si nữa, có cây si ôm bảo chú nữa. Được, nhưng mà liệu có cách nào ứng cho cháu ít cho đi bắt cây được không? Ui hay quá, cháu đang nợ tiền cây mà. Chú có ăn nhau chú có chuyển cho cháu. Cháu đã cây cháu đã trả tiền đâu, mới mua chịu mà. Ok chú, quá đẹp. Đấy, chú cháu là cứ dễ dãi ở chỗ đấy. Không, ý là cháu thiếu là cháu cứ bảo chú luôn. Đấy. Hôm qua chú gọi cháu và cháu đang họp, không dám nghe. Nhiều khi cháu không dám nghe đâu. Ok, cho nó tin nhé, Zalo nhé. Nhá. Điền xịt. Vâng. Okay.